Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Máy Phong Bình Cũ. Thì hôm nay mình tiếp tục soạn hàng thùng để quay cho mọi người lựa chọn. Mọi người cố gắng coi thật kỹ và nghe mình mô tả về sản phẩm để biết hiểu thêm về thông tin của các sản phẩm nhé. Đầu tiên, đây, thùng máy Van Vick Makita 12V. Makita 12V thang rời thang ngoài này, con này rất là mạnh nha mọi người. Con này rất là mạnh đây. Xem này. Con này về vệ sinh ra thì nhìn cũng đẹp thôi nha mọi người. Vệ sinh ra. Con này kiểu dáng nó chuẩn rồi, nó gọn này. Đấy. Này, điều tóc này. Tháo chiều này. Thắng điều tóc đảo chiều ok nha mọi người. Đó. Mọi người về mở ra vệ sinh ta vào ta mở thêm vào nhé, cứ sợ để ngoài bãi thì nó khô khan đi. Đấy. Đây. Đây, mắc cái mắc chỗ này. Đấy nha mọi người. Đây. Máy Van Vick Makita 12V. Thang rời thang ngoài này, con này rất là mạnh, gọn tay, vừa tay. Đào thì hơi rơ nha mọi người. Đây. Đào rơ. Trái phải ok, điều tóc ok, thắng ok. Đây cục sạc còn sống này. Hai quả pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm, và mình nói luôn cái thùng này là nó không phải của cái con này nha mọi người. Pin thì phải nhưng mà cái con này thì không phải. Mọi người về này, mọi người về lấy đục bớt cái phần nhựa này đi, đục bớt cái phần nhựa đi, bỏ cho nó lọt nhé. Còn mình đại hiện tại là đang bị cắn nên đến lúc mình gói hàng mình sẽ gói riêng đây cho mọi người, gói riêng ra mọi người về tự đục nhé. Mình có thời gian đục cái này, chứ còn thật ra đục cái này bỏ cho nó lọt thì nó dễ lắm nha mọi người. Đây, thùng số 1 này. Số 1. Thùng này mình bán 800. Đấy. 800 là mình bắt giá về cho mọi người đục cái thùng, đục cái rục trăm đi cho nó lọc cái máy nhé. Tiếp theo. Tiếp theo. Bộ này. Bộ máy khoan. Máy khoan Nationa này. Nhìn nó bóng bóng thế thôi chứ. Này, xu thì nó hơi bị phồng vì dán lại. Này. Tem. Máy khoan Nationa EZT113. Điều tóc này. Có 18 cấp trượt, 1 cấp khoan nha mọi người. Đấy. Này, đào không cạc này. Có chế độ nhanh chậm nha mọi người. Cái chiều ra này lúc được lúc không nha mọi người. Đấy. Sao ta. Đây. Coi như chạy một chiều đi nha mọi người. Đây. Đào không cạc nha mọi người. Đào không cạc. Đấy. Con này chạy một chiều, công tắc của nó thì tương đối dễ sửa nha mọi người. Đó, mọi người thợ ai biết thì sửa con này hộ mình nhé. Đấy, thì mình sẽ có giá cho chạy một chiều luôn. Đấy, quả pin này này. Đây. Đấy nha mọi người. Trái
thắng ok, điều tóc ok. Đấy, chạy một chiều. 18 cấp trượt, một cấp khoan. Hai của bên còn cầm nhưng mà mình không bao cầm nhé. Không bao cầm. Đấy. Rồi, hộp sạc còn sống này. Đó, hộp đẹp. Hộp đẹp nha mọi người. Hộp rất là đẹp luôn. Số 2. Số 2 này, bình thường như con này thì mình bán 900. Giờ ra mình chỉ bán 700 thôi. Đấy. 700 nha mọi người. Okay, đây. Tiếp theo là máy bóng vít. Vít Hitachi 12V nhé. Hitachi 12V. Đấy nha mọi người. Hai quả pin này. Quả pin còn mới đẹp chưa? Quả pin còn mới đẹp đó nha mọi người. Điều tóc này. Đấy. Phải phải. Trái phải điều tóc thắng ok nha mọi người. Đây. Đào không cạc nha mọi người. Đào không cạc. Đấy. 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 Tiếp bình này. Đấy mọi người. Đấy. Nhìn nó hơi cũ cũ thôi nhưng mà xài rất là ok. Hitachi nè. Thương hiệu. Xài rất là tốt. Đây. Vít Hitachi. Mình thử cái đạo thôi. Đào hơi nhích nhẹ thôi chứ không có rơi nha mọi người. Đào hơi nhích nhẹ thôi chứ không có rơi. Máy bóng vít Hitachi trái phải ok, điều tóc ok, thắng ok này. Đấy. Hai quả pin còn cầm, mình không bao cầm nhưng hai quả pin rất là mới. Đấy. Cục sạc còn sống này. Số 3. Số 3. Bộ này mình bán 750.000. 750.000 nha mọi người. 12 đơn nha. Tiếp theo đây là thùng số 4 nha mọi người. Đây, thùng số 4. Đây. Máy nội địa đây Evalue. Con này 100 newton hay là 82 newton gì đấy, mình nhớ thế. Con này rất là mạnh, rất là khỏe nha mọi người. Nó mạnh, rất là khỏe này, pin này. Cái loại máy này thì có hai dạng pin, một pin là 4 chân và một pin 3 chân nha mọi người. Cục sạc nó sẽ khác nhau nha mọi người. Điều tóc này. Tiếng máy đã chưa? Đã chưa này. Đấy. Trái phải ok. Thắng ok, điều tóc ok. Sạc còn sống nha mọi người. Đó. Đấy, bộ như thế này. Hai pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm, mình thấy cái nó cầm nhiều đấy. Máy này không rơ này, đào không rơ này, trái phải ok này, điều tóc ok này, thắng ok này, sạc còn sống này, hai pin còn cầm nhưng mình không bao cầm. Thùng đẹp này. Đấy. Okay.
lên liên hệ mọi người về chế lại cho mình đấy, thông nhé mọi người. Đó. Hôm nay thì hàng China xuất Nhật. Đây. Bộ này bộ số 4. Số 4 này 650.000. Đấy, số 4 650.000 nha mọi người. Tiếp theo. Đây là thằng khủng của ta. Đây nha mọi người. Bê tông, thùng bê tông bốt. Máy khoan bê tông bốt. Đây. Con bê tông bốt này đó, con này made in German của Đức nha mọi người. Đấy nha mọi người, coi kỹ nhá. Đó. Đó, con này á, bị một khuyết điểm là nó mắc cái nút chỉnh, nó mắc cái nút chỉnh khoan và khoan búa, mắc nút chỉnh khoan và khoan búa nha mọi người. Đó. Cái này anh em thợ về có đồ có đặt thay vô. Đấy. Còn mình chỉ thử test của pin. Pin mình sạc lên nhiều, rất là nhiều mọi người, đài pin luôn nha mọi người. Đã rất đã này, điều tóc này. Đó. Con này chỉ bị mỗi khuyết điểm là nút chỉnh giữa khoan và khoan búa thôi. Đấy. Pin còn rất là nhiều nha mọi người này, có pin này. Đầy tràn. Qua bên kia luôn. Cục sạc còn sống nha mọi người. Cục sạc còn sống. Đấy. Hai quả bị còn cầm nhưng mà mình không bao cầm. Mình sạc vào thấy nó vào rất là nhiều và sạc rất là lâu đài. Đấy, rất lâu đài. Đấy. Rồi, bộ này. Sạc cầu sống, hai của mình còn cầm, sạc được đài luôn, mà mình không bao cầm nhé. Đây, còn cái này nó, đó, khuyết điểm mình nói rồi, mắc cái lại để chuyển giữa khoan và khoan búa, bây giờ chỉ khoan. Còn chế độ búa thì đang mắc cái lại, thì mọi người về tìm cái lại. Và những anh thợ có sẵn những phụ tùng đó là thay vào nhé. Đây, có thùng luôn, thùng còn một cái chốt bên này. Còn một cái chốt bên này đó. Của nó luôn. Đấy. Đây không? Còn là bộ số 5. Số 5 này. Bán với giá 1.200.000. 5 1.200.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng cho mình. Là 0854901685. Mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn những ai đã ủng hộ cho kênh của mình nhé.